Cô Lan, sống khôn thác thiên, đừng về đây. Phát tôi, thứ lỗi cho tôi nghe. Đừng về đây phát tôi. Tôi hứa sẽ cung đầy đủ tất cả các thứ mà. Anh Toàn, mời anh về trụ sở công an chúng tôi làm việc. Tôi không có tội. Chắc mấy anh nhầm lẫn gì đó chứ. Đây là lệnh bắt người của chúng tôi. Nhưng mà tôi không có tội. Chồng tôi đâu có làm gì đâu mà bắt chồng tôi vậy? Các anh làm nhiệm vụ đi. Ông làm cái gì mà ông giấu tôi? Mời chị ra ngoài. Ông làm cái gì mà ông giấu tôi vậy? Mời chị ra ngoài. Ông làm cái gì? Tôi không có làm gì hết. Ông Toàn ơi. Ông Toàn ơi. Ông ơi, bình tĩnh chị ơi. Bình tĩnh đi chị. Bình tĩnh chị ơi. Nếu như anh một mực dẫn nó bị quan, vậy thì khi chúng tôi đến, anh đang làm gì? Lúc đó tôi đang ở nhà. Nghe nói cô Lan hoàn cảnh tội nghiệp, cho nên tôi qua thăm vậy thôi. Chúng tôi có dấu vân tay của anh tại hiện trường. Anh giải thích sau đây. Thưa cán bộ, tôi thề là tôi không có giết cổ. Tôi nói thiệt, thương cổ không hết, có đâu tôi. Là sao? Anh nói là anh thương cổ hả? Vậy là anh có tình cảm với cổ có đúng không? Tôi hỏi lần nữa nè, anh đến nhà cô Lan để làm gì? Thưa cán bộ, chỉ tội nghiệp cho vong hồn cổ, cho nên qua đó thắp nén nhang cho cổ vậy thôi. Tôi thề là tôi không có giết cổ cán bộ ơi. Mà tôi không có giết cổ, tại sao tôi lại bị bắt thưa cán bộ? Chúng tôi có lệnh tạm giam anh, vì chúng tôi phát hiện được dấu vân tay của anh tại hiện trường. Nếu anh không thừa nhận thì chúng tôi phải tạm giam anh cho đến khi có kết quả điều tra cuối cùng. Anh có hiểu không? Dạ anh ta đi. Khoan, cán bộ ơi, cho tôi xin nói mấy lời cán bộ. Hôm đó thật sự tôi có qua bên nhà của cổ, rồi tôi vô phòng của cổ, nhưng mà tôi không có gặp cổ. Rồi tôi không thấy cổ, tôi bước ra liền, không á nắng ná giây phút nào cán bộ ơi. Bây giờ bình tĩnh, anh nói rõ ràng hơn một chút xíu được không? Thật ra thì tôi thương thầm cô Lan. Thương từ cái lúc mà cổ mới chuyển về bướng nhà trọ của vợ chồng tôi. Tài Lan chắc vừa với ngón út của mình thôi. Chắc là khoái lắm đây.
Dạ con chào bác Toàn. Con làm bác hết hồn. Con đi học hả? Dạ. Đi đi con. Dạ. Đi đi. Dạ. Ngoan ha. Nhỏ dễ thương quá trời. Chắc phải lo cho nó mới được. Cô Lan ơi, cô Lan. Ủa, con chào chú Toàn. Hai chồng hạnh phúc ghê ha. Dạ. Dạ. Mà sao hôm nay về trễ vậy? Dạ, tụi con mới đi chợ mới về luôn. Chú đi thu tiền nhà. Hai đứa có đưa luôn đi. Sao tháng này chú thu tiền nhà sớm quá vậy? Thì đông trước đông sau cũng vậy. Dạ, mà con nói thiệt với chú chứ tháng này tụi con chưa có nhận tiếp tế. Nói chung là chưa có tiền đóng tiền nhà phải không? Dạ. Là bộ hỏi chơi rồi chứ tiền nhà dạ. Lúc nào đóng cũng được. Dạ. Thôi chừng nào đóng thì đóng. Dạ thôi cho con vài ngày nữa con đóng cho chú nghe. Con cảm ơn chú. Con chào chú. Mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức đó thôi, chứ thật sự thì cổ chẳng hề thương yêu gì tôi, cho nên tôi không có tình cảm phức tạp với cổ thì làm sao có cái chuyện mà giết người đây được. Tôi không có giết cổ đâu cán bộ ơi. Thôi được rồi, đưa người ta đi đi. Mời anh. Cô đưa cho tôi xem. Như vậy là Toàn có mặt trong căn phòng vào đúng thời điểm nạn nhân chết. Và trong căn phòng có rất nhiều dấu vết của Toàn, nhưng có một điểm đặc biệt là xung quanh hiện trường không có dấu vết của Toàn cũng như là của nạn nhân. Như vậy thì thật là kỳ lạ, vì thông thường khi nạn nhân tự tử, từ sợi dây cho tới gác xếp đều phải có dấu vân tay của nạn nhân, trừ khi là nó đã bị xóa sạch. Nhưng nếu có người xóa dấu vết, nghĩa là có án mạng. Nếu là nghi phạm Toàn thì tại sao anh ta không xóa hết tất cả các dấu vết trước khi rời khỏi hiện trường? Hoặc giả định lời khai của Toàn là đúng, anh ta không hề liên quan gì tới nạn nhân cả. Có thể là nạn nhân chết ở một nơi khác, rồi trùng hợp với thời gian mà Toàn lại không có ở hiện trường. Rồi sau đó hiện trường giả được dựng lên và Toàn đã rời khỏi đó. Điều này có thể xảy ra. Chúng ta có thể giải quyết nghi vấn của đồng chí Thành với điều kiện là chúng ta phải mở rộng đối tượng điều tra cũng như là thu thập tất cả mọi thông tin của quần chúng. Vậy em sẽ tìm thêm vài manh mối ở hiện trường thứ hai. Đồng chí Thư sẽ quy động ở quần chúng. Rõ. Không hiểu sao mà em có cảm giác Toàn đã khai đúng. Phá án là phải bằng chứng chứ không phải là linh cảm của mình. Nạn nhân là một người có mối quan hệ phức tạp, hơn nữa lại không có bạn bè hay là họ hàng thân thích, cho nên chúng ta rất khó mà xác định được. Đúng vậy. Cho tới thời điểm bây giờ thì vẫn chưa có ai tới nhận là thân nhân của nạn nhân. Còn theo những thông tin mà chúng ta nắm được từ nơi làm việc cũ của nạn nhân và bệnh viện nơi nạn nhân từng chữa trị, thì nạn nhân có mối quan hệ mật thiết với một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Hiện tại thì chúng ta vẫn chưa biết tên của người này, nhưng có vẻ người này khá thoải mái với nạn nhân về vật chất. Ba. Con về hồi nào vậy? Dạ con mới về. Con vừa xuống máy bay á là con về luôn. Ba làm con lo quá. Để con lấy ly rượu cho ba uống giải ngân cốt nha. Thôi được rồi, ba mới lấy xe đi xa về hơi mệt.
Ủa chú Khanh đâu mà không lái xe để bà đi một mình vậy? Có những chuyện không thể nhờ người khác được. Con tưởng chú Khanh là thuộc hạ thân tín của ba chứ. Có chuyện gì mà phải về sớm vậy? Thì ba muốn con về sớm mà. Mọi chuyện á, con đã giải quyết xong hết rồi. Hết bao nhiêu? 100.000. Ba, con thấy ba thương con nhỏ Quyên như vậy, không chừng mai mốt nó phá banh căn nhà này luôn á. Chuyện của con Quyên từ từ ba sẽ tính. Dạo gần đây con thấy ba lạ quá. Hay là ba không tin tưởng con nữa? Chưa tới lượt anh tra khảo tôi. Làm tốt việc của mình đi, không thiệt thòi đâu. Ba cứ coi con như là người làm công của ba vậy. Dạ thưa ông chủ, có ông Khanh đến tìm ông. Cho vào. Dạ. Con cũng đi đi, ba có chuyện muốn bàn với anh Khanh. Dạ. Xin phép ba. Dạ chào anh. Ngồi đi. Tôi có việc rất quan trọng muốn giao cho chú. Tất cả những thông tin đặc điểm trên nó không hề phù hợp với Toàn. Thứ nhất, nếu một người dư giả vật chất thì phải là một người có tiền, còn Toàn là người không hề có tiền. Cái thứ hai nữa là Toàn đã gần 60 tuổi rồi. Và nếu không nói thì ngoại hình của Toàn còn già trước tuổi nữa, cho nên độ tuổi đó không phải là độ tuổi của Toàn. Điều thứ ba nữa là Toàn có khai là Toàn chỉ mới cưa cẩm nạn nhân thôi, không có một mối quan hệ thân thiết. Tôi xin đính chính lại lời của đồng chí Đính. Nghĩa là người đàn ông này tuy rất thoải mái với nạn nhân về vật chất, nhưng mà anh ta lại rất tinh tế trong việc chi tiền đối với nạn nhân. Bằng chứng là anh ta không để tên của mình trong hóa đơn, nhưng yêu cầu bên phía bệnh viện là thanh toán những khoản tiền nhỏ cho nạn nhân. Để làm gì? Để cho nạn nhân không nghi ngờ gì hết. Vậy thì hai người đó có phải là mối quan hệ sòng phẳng hay không? Không phải là Toàn thì là ai đây? Có thể là người thứ hai, đó cũng có thể là manh mối. Trung à, em có thông tin gì đứa bé chưa? Cứ như là đứa bé chưa từng tồn tại. Đúng vậy, nhưng mà chỉ có một manh mối duy nhất, đó là bé Nam Anh có học tại nhà một cô giáo ở ngay đầu hẻm. Đúng vậy, nhưng mà đó là lần cuối cùng mọi người nhìn thấy. Nhưng sau khi lớp tan, không ai rõ là đứa bé đi đâu hay là mất tích từ lúc đó. Vậy thì có hai giả thiết được đặt ra. Một là đứa bé bị bắt sau khi rời khỏi lớp học. Vậy thì người bắt cóc đã có chủ đích nhắm vào đứa bé. Thứ hai, sau khi đứa bé về nhà rồi mới mất tích. Như vậy là nó có thể bị thủ tiêu và bịt đầu mối. Nhưng mà nói tóm lại, đứa bé chính là đầu mối quan trọng của vụ án này. Ảnh và thông tin của đứa bé em đã gửi cho tất cả các đồn biên phòng và cảnh sát khu vực sát biên giới, nhưng mà cho tới nay vẫn chưa có thông tin gì mới hết. Hiện tại chúng ta đang giữ nghi phạm chính và thu thập thêm những thông tin xung quanh nghi phạm. Nhưng tôi thiết nghĩ là mình nên mở rộng điều tra đối với người đàn ông 30 tuổi, bởi vì người này có mối quan hệ rất thân thiết với nạn nhân, theo lời khai của các nhân chứng. Như vậy chúng ta chưa đủ cơ sở để khẳng định nghi phạm chính là thủ phạm vụ án. Tôi nhất trí với ý kiến của cậu Thành là chúng ta nên mở rộng điều tra vào người thanh niên, và cũng không nên bỏ qua giả thuyết chủ nhà có đồng phạm. Rõ. Thành. Dạ. Cậu có lệnh điều động sang một chuyên án khác, đó là BC47. Rõ. Tôi hy vọng chúng ta cùng hiệp lực để hoàn thành chuyên án này một cách xuất sắc. Rõ. Rõ. Anh Quy, anh Quy, chờ em với.
Ủa, bữa nay học trễ chắc cũng mệt lắm đúng không? Dạ. Thôi về nghỉ sớm đi. Dạ. Sao? Anh không nhớ là còn nợ em một bữa ăn tối hả? À, anh nhớ rồi, làm sao quên được. Để bữa nào anh sắp xếp rồi đi ăn ha. Anh hứa nha. Ừ, rủ cả đội luôn. Ừ. Chào anh, anh cần gì ạ? Hai chai nữa. Dạ thưa anh, em nói thật, quán em tạm thời ngưng phục vụ rượu ạ. Giỡn mật với tao hả? Dạ không phải, tại giờ quán em hết loại rượu này rồi, anh thông cảm cho tụi em. Nói sao, hết rượu làm sao được? Mở ra đây. Anh thông cảm cho tụi em. Mở ra đây. Tụi tao không có tiền hả? Em nói thiệt là bên em hết rượu rồi. Có bao nhiêu mà hết ra đây? Buổi trưa mà không có rượu là sao? Hả? Anh thông cảm với tụi em. Mẹ ơi, mở ra ngoài. Buông ra, lấy rượu cho tao. Xin hỏi ông anh đây có chuyện gì vậy? Tao muốn uống rượu nữa. Ở đây chúng tôi hết rượu rồi. Hết rượu? Hết rượu nhưng sẵn hàng chứ gì? Vậy thì lấy hàng cho tao chơi. Lấy hàng mạnh cho tao. Ở đây không có hàng mạnh. Muốn hàng mạnh đi chỗ khác mà chơi đi. Không có hả? Mà sao nó không có tiền chứ gì? Đêm béo, mày coi làm gì cho khôn khéo vào. Nhanh. Anh ơi, giờ sao? Ra nơi dùng hàng đặc biệt đi. Ok. Quà nè. Sao chị Quỳnh về trễ dữ vậy? Hôm nay bà trực hả? Ừ. Cho Quỳnh hỏi là vụ án ở nhà trọ có kết luận điều tra chưa? Ừ. Hiện tại vẫn chưa chị Quỳnh à. Vẫn còn rắc rối lắm. Vậy có ai tới nhận thi thể của nạn nhân chưa? Cũng chưa nữa. Cho nên đến bây giờ vẫn chưa tìm được người thân của nạn nhân là ai hết. Tại sao người ta lại đối xử với nhau độc ác vậy? Em cũng không hiểu nữa. Thôi tôi về trước nha. Dạ, chị về nha. Ờ, chị Lan. Chào em. Dạ, chị về lâu chưa? Chị về từ hồi chiều rồi, nhưng mà không có thời gian để nói chuyện với em nhiều hơn. Sao chị gấp gáp quá vậy? Mấy năm rồi chị em mình mới gặp nhau, mà mọi người ở đây nhớ chị lắm. Gần đây có nhiều chuyện xảy ra quá, nên chị không có thời gian về thăm sư cô với em được. Thôi chị để khi nào rảnh rồi chị em mình nói chuyện với nhau nhiều hơn nha. Bây giờ chị có việc rồi.
kinh cầu siêu. Cuộc sống của chúng sinh có giới hạn. Nếu như ở đâu cũng bình yên như ở đây, chắc cuộc sống này sẽ không có tội lỗi phải không sư cô? Công việc của con thế nào rồi? Mọi việc vẫn đúng như hoạch định. Mà bây giờ chùa mình còn bao nhiêu em cô? Cũng khoảng chừng đó. Những đứa trẻ đã sống ở đây. Khi có người tới nhận nuôi, tụi nhỏ cũng không chịu rời chùa. Chắc tại sư cô mắc nợ tụi con từ kiếp trước. Ta chỉ có chút công dưỡng, sao so sánh được với những người đã góp của làm phước cho tụi nhỏ. Công sanh không bằng công dưỡng đâu cô. Con xin phép được về lại chỗ cũ để thăm. Ba mẹ của con mất sớm, sư chùa nhận nuôi dưỡng con một thời gian. Cho con về nhà, con không muốn ở đây nữa. Mọi người muốn con ở đây là để tĩnh tâm. Con không cần, con muốn về nhà với ba mẹ của con. Con đã lớn rồi, con phải biết chấp nhận sự thật. Ba mẹ của con đã về với cõi Niết Bàn. Không đúng, ba mẹ con chưa chết. Ba mẹ con đang đợi con ở nhà. Họ không thấy con họ sẽ lo lắng lắm. Tại sao người ta lại ác như vậy? Sao ác với ba mẹ của con? Khái niệm về tội ác, về cái chết oan ức, con không muốn sống nữa. Con người không được lựa chọn sự sống hay cái chết cho mình. Con được sống là con phải có nghĩa vụ hoàn thành những việc ba mẹ con còn dang dở. Như vậy ở kiếp sau, ba mẹ con sẽ có một cuộc sống mới, không vướng bận như kiếp trước hết con à. Con hãy để cho họ được thanh thản, phải sống tốt, để cho ba mẹ con không còn phải lo lắng cho con nữa. Họ muốn thấy con là một đứa bé mạnh khỏe, đủ bản lĩnh để chống chọi với cuộc đời, để mà giải oan cho họ nữa. Con làm được, con nhất định sẽ làm được. Con chào cô. Con mới tới hả? Dạ, con chỉ tạm ở đây thôi, để chờ mẹ con về đón con. Con ngồi xuống. Dạ. Sao mẹ con lại gửi con lên đây? Dạ, người ta nói là mẹ con đang đi chữa bệnh. Vậy ba con đâu? Dạ con không có ba, mẹ con nói là mẹ con tự sinh con. Ừ, cũng chẳng sao đâu. Mà cô ơi, mẹ con bị bệnh gì mà người ta không cho con gặp mặt mẹ con? Con có nhớ địa chỉ hay số điện thoại của mẹ con không? Ừ. Thôi không cần đâu, để về Sài Gòn cô sẽ hỏi giùm con nha. Thì hả cô,
Để con đi lấy sổ, lấy bút cho cô nha. Mà không được. Sao vậy? Không tin cô hả? Dạ không, con đã hứa với ổng là con sẽ không nói địa chỉ này với ai, thì ổng sẽ tìm mẹ cho con. Mà thôi, con chào cô. Có điều gì đó không ổn. Nhất định mình sẽ lấy bằng được số điện thoại mẹ thằng bé. Anh tỉnh rồi sao? Ở đây là đâu? Mày là thằng nào? Đây là nhà nghỉ. Tại tôi không biết đưa anh về đâu hết. Là mày không biết tao thiệt hả? Tại sao mày giải thoát cho tao? Đưa tao về đây. Tôi có giải thoát gì đâu. Thấy anh nằm một đống ngoài đường, cho nên tôi đưa về đây thôi. Tao không sao đâu. Nè, tao thật sự cảm ơn mày. Có duyên sẽ gặp lại. Sao? Tôi có thể giúp gì cho bên phòng kỹ thuật đây? Thật ra là tôi muốn nhờ anh giúp. Tôi á hả? Tôi giúp gì cho cô? Tôi muốn có bức hình của con trai nạn nhân. Cô chuyển sang phòng điều tra từ khi nào vậy? Dạ. Có vẻ là cô chưa hiểu luật đúng không? Tôi không nghĩ rằng đây là vi phạm quy định. Tôi nghĩ là có đó. Rốt cuộc là tôi có thể có bức hình hay không? Cô nên tập trung lo chuyên môn của mình đi, thay vì để thỏa mãn tính tò mò cá nhân của mình. Tôi chỉ muốn giúp thôi mà. Đội điều tra của tôi đang rất là nhiều việc. Cô làm ơn đi. Cái đầu. Quỳnh. À, anh Thành, anh có thấy quà đâu không? Ờ không. Nè, em á, đừng có trách ảnh làm gì. Ảnh lu bu nhiều việc lắm. Chắc tại cái mặt em đáng ghét quá. À, em đang tìm đứa bé trong hình đúng không? Ờ, anh có hả? Ừ. Nè, em coi thử đi. À, thằng bé tóc xù ở chùa nè. Em có manh mối à? Ờ, em không dám chắc, nhưng mà phải thử mới biết được. Vậy em đưa anh tới đó đi. À. Anh Tuấn. Ờ. Ba, ba cháu gọi con. Tôi đợi anh tự giác mà lâu quá. Ba à, tại hắn ta tự tìm đến gây sự chứ đâu phải con đâu. Mày chỉ là con ngựa non háo đá. Ba à, sao ba nói vậy? Hắn ta mới đúng là ngựa non háo đá đó. Khi tới đây gây sự hắn ta đi có một mình à. Ba à, đến lúc cho tụi nó biết là không phải muốn gì cũng được. Cũng tới lúc cho mày biết, không phải mày muốn làm gì thì làm. Tao sẽ cho dẹp quán, mày biết không? Ba à, sao ba làm vậy? Mày lo mà thu xếp đi.
Alo, chú Năm à? Kêu thằng Khanh tới đây. Bà, bà có sao không? Bà có cần uống thuốc không? Khỏi cần. Làm đi. Chào anh. Chào anh. Vô đi. Ủa, anh ba bị sao vậy? Hôm qua tao uống nhiều quá, da chạm sơ sơ thôi, không sao. Anh ba đừng có xạo nha. Hôm qua anh ba đi có một mình hả? Mày nhìn cái gì? Mày chưa từng thấy tao như vậy hả? Em thấy thái độ của anh ba kỳ lắm nha. Sáng nay có việc gì không? Em nghe nói á, là tụi cớm á chuẩn bị cho dựng lại hiện trường. Ừ. Khi nào tụi nó lại thì nhớ qua đón tao sang đó. Anh ba, anh ba nên suy nghĩ kỹ lại có nên đi hay không nha. Tao làm gì có tội mà tao không dám đi. Mà tao nói thiệt, tao cũng mong một cớm nó bắt tao luôn, tao sẽ khai tất cả về lão ấy. Chứ cứ âm mưu như chị hai, chả có làm gì được. Nhưng mà dù sao anh ba cẩn thận vẫn hay hơn. Mày đừng có lo, tao cũng chỉ ghé qua một chút rồi về thẳng Củ Chi luôn. Tao cần biết tình hình như thế nào rồi tính đường đưa cổ về Củ Chi luôn. Chứ sống lang thang chết dứt dưỡng tội lắm. Sao không cô? Để con. Bây giờ phải làm sao hả anh? Cô có sao không cô? Để con coi. Đau, đau, đau. Không phải. Bây giờ phải làm gì? Bây giờ anh sẽ vô trong chùa, em ở đây với cô nha. Nhưng mà em rành chùa này hơn anh chứ. À cô ơi, hay là đau, chân đau, đau dạ. Cô đưa cô vô bệnh viện nha. Không, khỏi khỏi. Nhà tôi kìa. Phiền cô cậu đưa tôi qua bệnh được rồi. Đau nè. Quá à. Em ở đây đi, để anh đưa cô qua bệnh. Cô đi cẩn thận. Cô, từ từ. Thư. Nghĩ tới ai mà thẫn thẫn thơ thơ vậy? Đâu có nghĩ đến ai đâu. Sao rồi, em có qua cơ sở có điều tra được thông tin gì không? Dạ không.
Em cũng đang định đi xuống lại hiện trường để tìm manh mối đây nè. Ủa, anh có thấy anh Thành đâu không? À, không. Em điện thoại thử cho Thành đi. Mà cái anh này kỳ ghê nha. Hẹn em đi xuống hiện trường mà mất tiêu luôn. Anh đang bận, có chuyện nói anh... sau nha. Ủa sao vậy? Tôi bận, ngắt máy hết. Lại thẫn thờ nữa rồi. Cái gì? Khùng quá. Đi đi về bàn đi. Em đi ra hiện trường á. Đi đi. Sư cô. Sư cô ơi. Sư cô. Hình như có gì đó bất thường. Em biết trai phòng ở đâu không? Biết. Sư cô. Sư cô ơi. Sư cô. Sư cô ơi. Sư cô. Sư cô. Có lẽ là mọi người bị đánh thuốc mê rồi. Sao em biết? Em là bác sĩ pháp y mà. Sư cô. Sư cô. Sư cô. Sư cô ơi. Sư cô. Có chuyện gì xảy ra vậy con? Con cũng đang tính hỏi sư cô nè. Anh Thành. Sư cô tỉnh rồi anh. Không thấy thằng bé đâu hết. Sư cô, thằng bé tóc xù đâu? Sư cô không nhớ gì hết. Đã xảy ra chuyện gì ở đây hả? Thật sự là sư cô không biết chuyện gì xảy ra hết. Thiện tai, thiện tai. À, anh, sao rồi? Thằng bé nó biến mất rồi. Sư cô và mấy đứa bé trong chùa bị thám thuốc mê không biết gì hết. Rồi cậu đã quan sát kỹ chưa? Có phát hiện manh mối nào không? Em đã quan sát rất là kỹ. Ngoài mấy vỏ chai ra thì không có dấu hiệu bạo lực hay bất cứ gì cả. Bây giờ cậu tập trung toàn bộ lực lượng trinh sát ngoại tuyến, tìm cho bằng được thằng bé. Rõ. Ông ăn hả? À vậy tôi ăn. Mày cười cái gì? Mày cấm nó cười à? Ở đây không có cấm mày cười, nhưng mà nếu mày muốn cười á phải xin phép, biết không? Xin phép ai? Mày đừng có bày trò, không lẽ tao nói ổng? Lão thì thái độ vậy là sao? Hả? Hả? Nè, thái độ vậy là sao? Tao sẽ cho mày biết thế nào là phép tắc nha. Mày thôi, lão thôi, mấy chú bình tĩnh đi, dù sao cũng bạn tù với nhau mà. Bạn tù thì sao? Hả? Thằng này ở đây quen rồi, có ở đây thêm nữa cũng không có sao đâu. Thằng chó. Mày lão chó chết tao. Mày bố tao ra bố đào. Ôi xuống.
khốn mày ơi. Mày ơi, hên cho mày là tao nhỏ con đó, không tao xách cổ mày lên rồi. Đừng có thấy nhỏ con mà khiến cho mày. Nhớ mày, nhớ mày. Để em lấy cho. Nè. Cảm ơn. Nhỏ con, nhỏ con. Cán bộ ơi, cán bộ ơi, cán bộ, cho tôi xin khai. Không thấy thằng bé đâu hết. Sư cô, thằng bé tóc xù đâu? Sư cô không nhớ gì hết. Đã xảy ra chuyện gì ở đây hả? Thật sự là sư cô không biết chuyện gì xảy ra hết. Quỳnh à. Dạ. Trễ rồi, thôi con về đi. Chú đói không? Con đi mua gì chú cháu mình ăn nha. Chú quen ăn mì gói rồi. Dạ. Con có gì không ổn à? Nghe chú dặn nè, nếu như con có chuyện gì con nhớ nói cho chú biết. Chứ lỡ có chuyện gì xảy ra, chú đỡ giùm con không nổi đâu.